Hola, chào anh em nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về AlphaMu nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm đây. Một siêu phẩm mang tên là Ngựa niu nha anh em ơi, hâu xe niu nha anh em ơi. Đó, anh em thấy nó có chất không? Anh em thấy chất chưa? Let's go vui thôi, tao không thích vào vui với chúng mày. Tao thích độc lập, một mình tao ok. Man, nó mời mình vào vui anh em ơi, mình vào cái cho nó vui, mà không thích thì thoát ra rồi. Hèn, bạn rất vinh hạnh khi được tôi giao hàng. Anh em thấy chất chưa anh em ơi, chất chơi người chơi chưa? Đây là một siêu phẩm nha anh em, vừa mới ra mắt nha anh em ơi, một con SHI vừa mới được ra mắt nha anh em ơi. Đó, anh em thấy chất chưa? Anh em thấy nó chất chơi người rơi chưa? Bạch mã hoàng tử cưỡi trên một con ngựa bạch mã có bộ lông màu đen tuyền. Đấy. À, cho anh em sau coi nha. Đây. Thế thiệt anh em, con này nó vừa mới ra, chắc ở Việt Nam chắc mình là người sở hữu đầu tiên đó anh em ơi. Đây, đó, đi lên đây cho anh em coi cái chỉ số cho nó rõ này. Đó. Anh em thấy nó chất không? Cái dòng này á nha, đó nhiều dòng, nhưng mà con này nó mặc cái bộ này nó vẫn chưa hợp phải không? Nó phải mặc cái với cái bộ mà black tên với loại là hợp, là trắng đen á. Thấy rồi, thấy chưa? Con này là một siêu phẩm nha anh em, vừa mới ra mắt nha anh em ơi. Hình như là cả server chắc là được được ba người có, một hai ba người gì có, mình mới thấy là mình cởi thôi. Còn có cha nội nào cũng vừa mới livestream thằng thằng Brazil á, nó cũng có một con rồi. Mình là thằng thứ hai đó anh em ơi. Cái thằng thứ ba chắc là thằng admin. Anh em thấy chất chơi chưa? Quá chỉ là đẹp luôn đấy anh em ơi. Một con mựa bạch mã có bộ lông màu đen thôi. Đó, đây tên của nó nha anh em ơi. Hau xe ập qua niu. Có nghĩa là con ngựa này là con ngựa niu. Đó. Con ngựa niu là cái, nó thuộc giống như mấy cái xe niu anh em ơi. Đó, nó trong đó. Còn cái bộ này thì không biết, à bộ này thì cũng chưa có review cho anh em xem. Bộ này là bộ chít mắt cây gian nha, đó. Bộ này cũng như vô dạng là hàng ngon đấy anh em ơi. Thì bây giờ mình đi test đam thử cho anh em xem. Thì cái con ngựa nó vip vậy, nó giá trị vậy, nhưng mà cái đam nó lớn không nha anh em ơi. Nói chung là về dòng ngựa là chỉ con ngựa Đắk Lót là ngựa cùi thôi ở bên cái game này theo mình nghĩ. Nè thằng này anh em thấy kinh chưa, 120k đam anh em ơi, 120k đam nha. Hoặc thằng này không biết nó làm cái gì, nhưng mà đó, đam thường là 80k. Quá tuyệt vời anh em ơi, quá tuyệt vời cho một dân chơi. Đó, 64k là cái đam thường nhất nha. Đam thường nhất là 64k. Đó, còn đâu sao làm à, thằng này chơi không? Để mình nói với nó nha, test. Em nói nó test thử coi ngựa kia với ngựa này có con nào ngon hơn. Cùng vui mình anh em ơi. Mới vào cùng vui cô đánh. Con ngựa này cũng mạnh lắm anh em ơi, nhưng mà trước khi con này chưa ra thì con này nó mới ra ngày hôm nay luôn á. Hình như nó ra lúc sáng. Ra lúc sáng là chiều mình mua. Ừ, mình thấy nó đẹp quá. Thôi ơi. Thôi.
Xmas là cho về dí bảng rồi, nó không khác gì là nó không chơi anh em ơi. Giờ sao mày đeo ngựa cho đẹp vậy? Con ngựa này mạnh lắm nha anh em ơi, ngựa Xmas mạnh lắm nha, nhưng mà nó vẫn sợ con ngựa của mình đó. Bây giờ phải đi kiếm mối gì đi. Trời ơi đâm kìa, 85k, trời ơi. Mới thấy cái thằng xét cái màu tím đâu đây rồi. Đi lên nhìn kia kiếm mối. Cho tao hỏi ở đây có ai là người Việt Nam không? Ở đây có ai là người Việt Nam không? Không có 41k ta. 66 ở đâu? Thằng này nó sao nó lại thủ cao hơn anh em ơi. Đâm của nó được 41k kìa. Đâm 41k tự nhiên sao đâm thằng kia vậy kìa. Đâm thằng này sao đam nó lại nhỏ hơn nha anh em. Thì mình cái này mình chưa có nghiên cứu được à. Để xem cái nó có cái gì không. Không bây giờ là mình phải đi kiếm cái thằng nào nó cử động được á. Hình như chơi với nó. Con này đẹp thật anh em ơi. Đấy, chơi mày. Go. Ui, ui nha. Con ngựa này lắm dữ ta. Mình nhớ là server được 20 con mà. 90k. Tụ agro máy. 6k. Đâm tùy đứa hay sao anh em ơi. Đứa phòng thủ nó đấy, có thằng này đâm mà nó chỉ được vậy này. 41 40k mấy k. Mình lấy đam xuyên mạng xuyên giáp thử coi. 55k. Thôi bọn này nó không chịu chơi anh em ơi. Con ngựa này đẹp thật. Không mới già chất có khác. Mình đảm bảo anh em là Việt Nam là mình là người đầu tiên nha anh em ơi. Có chất chơi người chơi luôn. Mình sẽ giữ con này hồi luôn. Để đi cua gái đầy kia đầy. Có chất anh em ơi. Này gọi là một siêu phẩm. Biết sau này nó ra đâu. Bây giờ hiện tại mới có nhiêu đây thôi. Mấy con này thôi. Ajana đi 5. Mấy chỗ mình hay đi nhau. Cái này 11 giờ. Ê, đây cái thằng mình mới nói đây. Cái thằng mình mới nói là cái thằng thứ hai đây. Đó, anh em thấy không? YouTuber anh em thấy không? Aven nè. Thằng này là ở bên Brazil nha anh em ơi. Cái thằng này là mình thấy nó live stream, mình bắt đầu mình vô mình mua con này nè. Tại vì nó live stream hồi sáng. Cái thằng này kênh YouTube của nó được 21k sub này. Đó, Evan YouTuber này anh em thấy không? Tên có. Nó nói chuyện với nó xíu nha anh em ơi. Đó, hồi sáng mình nói là chỉ có 2 con thôi. Đó. Cùng lắm là cái con của thằng Admin nó lôi nha thôi. Chứ còn không là chỉ có 2 con. Cái thằng này là cái thằng YouTuber bên nó này. Hồi sáng mình thấy nó like, mình thấy đẹp quá, mình mới vô đó. Đó. Thử nói của anh ta sao.
Thì chắc bây giờ hiện tại chỉ có hai con này thôi anh em ơi. Trắng quá đẹp luôn anh em ơi. Em Mango Azim. Vâng hả? Vâng người anh em. Mình đang bắt đầu đi học tiếng Brazil luôn rồi, đối mẹ. Gấu. Gấu. Chơi đi, ngại ngùng gì? Ngại ngùng gì? Ngại ngùng gì mà không chơi cách? Ngại ngùng gì mà không chơi nó? 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 Yeah, anh em ơi, thấy chất chưa? Chất chơi người giờ chưa? Ngại ngùng gì mà không chơi nó? Ngại ngùng gì mà nó bắn sói? Nó bắn sói mình là mình hư đồ kìa anh em ơi. Thôi xong rồi, mình không chơi nó nữa. Mình chơi, mình giết nó cái này thôi nha. Một chút xíu mình hư đồ là mình thiệt hơn nó đó. Chẳng chơi đâu. Tại vì mình đang còn phải cần trôn nữa mà. Cần trôn Z nữa. Đó anh em thấy hư đồ chưa? Cái nón hư rồi đó. Lấy huyết nó này. Ấy chết con mẹ nó nhân nhầm rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Enkayan. Cùi nói đến đồ mình là gọi là đồ mạnh rồi. Mày không biết tiếng Anh viết dở bao nhiêu. Nên gặp thằng này trên này tình cờ quá, tình cờ nó đeo sắc 03 cho đẹp anh em mình. Ôi bây giờ mình phải đi kiếm kèo PK chứ, thằng này nó chịu với PK đây. Con mẹ nó không cho mình coi anh em ơi. Thằng top 1 nè, nó không cho mình coi. Đó, bây giờ đi kiếm kèo PK đi, đứng đây sao được. Go. Go, chơi nó. Ư, 41k anh em ơi, không ăn thua, không ăn thua. À, Diana. À, nghe nè. 11. Ồ, thôi thua rồi, anh em ơi, không có thằng nào PK thì chán vậy. Thằng này nó treo máy không à. Chạy vòng vòng với anh em chú có trầm trồ. Ôi không có ai anh em ơi. Có ai đi quăng mấy cái bot chơi đi anh em ơi. Bao làm bao mấy ta? Bao 17. Ồ
cắt con ngựa của cái đá. Còn mấy cái bot chơi đi. Lúc keo. Con vẹt tè an hoa 20. Mình đánh lộn người ta, mình không nhớ luôn á. Để mình coi lại. À, con PT Alpha 20. Đúng rồi. Làm cái Kappa. Con mẹ nó dám cái đồ này. Thằng nào đây? Bò mình bố lão hả con? Lão lão đấm chết cha mà chưa. Con ngựa đây đi xin được anh em ơi. Đồ. Con ngựa đây là con ngựa con Dark Lord nó không có giá đâu. Lúc đầu anh em vào tưởng có giá phải không? Lúc đầu mình vào mình cũng tưởng có giá chứ nó không có giá rồi. Con ngựa đây xin được luôn đấy. Con ngựa đây tại giống như nó ấy, gì vậy? Giống như cái con thú mà thú cưng mà mấy con ngựa dạng này nó có giá này, dạng lúc nãy mình nhá. Con X-Mark thì đấy, hôm nào mình review con X-Mark cho anh em xem nha. Review con X-Mark cho anh em xem. X-Mark nó có mạnh lắm anh em ơi. Con này nó mới ra nó có nhiều cái chỉ số khác hơn, có nghĩa là nhiều cái chỉ số mà mình phối đồ á sẽ ngon hơn. Mà phải quan trọng là cái bơm máu. Cái mình Việt Nam mà mình chơi với nó thì nó bơm máu nó vẫn lẹ hơn mình. Mình bị delay mất 2-3 giây ấy. Phải cứ 2 giây vẫn sẽ bị thiệt hơn nó. Mà chơi vẫn được. Nói chung là nó vẫn mạnh. Gọi là nói về mạnh là nó sẽ mạnh hơn những thứ khác. Game này là nó không giống Việt Nam đâu. Có nhiều ông chưa có chơi bao giờ đâu nè. Vào coi clip cào phím, đó là PK này kia, gà không xài combo này kia đấy. Game này là không có combo đâu anh em ơi. Game này vô đâm là bơm máu là thôi, đâm là bơm máu thôi. Giống như ba cái MU Hà Nội ngày xưa xài combo này. Xài một tuyệt chiêu, hai xoay kiếm, ba đâm gió là nó ra tuyệt chiêu, ra combo đâu, không có đâu. Hôm nay chỉ có đâm gió với xoay kiếm thôi. Rồi, đó hết được nhiêu đây, đồ cũng đẹp, đồ đẹp anh em ơi. Ai lấy mình làm cho quá trời á. Rồi để hôm nào rảnh thì mình livestream nên mình anh em vào mình cho trực tiếp luôn. À còn nói lại cái mà hôm bữa mình hướng dẫn anh em nhặt đồ từ admin á, đi tham gia cái Discord á. Thì bây giờ admin có nhắn với mình lại á. Và bây giờ muốn nhặt đồ mà cá bot luôn á là phải để trống cái dương 1 nha anh em. Tại vì cái dương 0 nó để không có hết á. Nên có nhiều anh em bảo là mới nhận được đồ mà chưa nhận được boss đó. Thì chứ để trống thì giờ nó check rồi nó cho mình. Bữa mình để trống thì nó cũng đưa lại đó. Chắc nó làm biến xếp á. Chứ nó xếp vô nó vẫn đầy một dương mà. Rồi cởi lại con sói thôi. Cởi lại con ngựa rồi. Chạy một dòng cho anh em xem nha. Đó, rất không anh em ơi. Ai thích sở hữu em này liên hệ mình nha.
Hãy là người đầu tiên. Cách chơi mà là hơn cả người chơi luôn anh em ơi. Phải làm tấm hình đó. Phải làm tấm hình thôi. Chắc video mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Hôm nay đi đâm nhau mà không thấy không có ai đâm. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo nha. Anh em muốn mình review set nào thì cứ comment bên dưới nha. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye.